Xin chào Huy, hôm nay Sửu đã có mặt tại một cái dự án rất là lớn tại quận 2 phải không Huy? Dạ đúng rồi anh. Thì nghe đâu đây là một cái show gallery cực kỳ lớn tại quận 2. Thì Huy có thể giới thiệu sơ qua về cái gallery và cái dự án này cho mọi người biết đến được hay không? Hiện tại thì Masterize Home họ đã phát triển cái dự án từ Global City. Và em thấy đặc biệt là họ đã mời đối tác thiết kế là Frost & Partner. Đó là một đơn vị thiết kế quốc tế. Và hiện tại thì họ đã qua kiểm tra đối chứng với Masterize Home về cái tiềm năng, có uy tín và cái tài chính của họ trước khi qua họ thiết kế cho Masterize về Global City. Và Apple Park là một trong những công trình mà Photo and Partner đã thiết kế. Và hiện tại thì họ đảm nhận cái dự án này. Thì em nghĩ là dự án của mình cái rất là tiềm năng và phát triển rất là uy tín. Và Masterize Home đã làm rất là nhiều dự án như là Lumiere hoặc là Masterize Central Point hoặc là Grand Medina bất động sản hàng hiệu được vận hành bởi Marriott. Thì hiện tại thì em rất cảm nhận cái tiến độ của dự án rất là tốt. Và hiện tại thì đã rất là nhiều khách hàng họ rất là tin tưởng là cái sự uy tín của chủ đầu tư đó. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Thì một cái dự án rất là đẹp phải không? Thì Huy có thể nói sơ qua một tí xíu là cái tổng quy mô của dự án đây là khoảng bao nhiêu và những cái loại hình gì và được triển khai gọi là xây dựng tại dự án này vậy Huy? Dạ, hiện tại thì dự án của mình là quy mô là 113 hecta và hiện tại bên mình là có nhà phố liền kề và căn hộ thì khoảng 1.800 căn nhà phố và khoảng 18.000 căn hộ. Và hiện tại thì khách hàng họ đã tham khảo cái nhà phố ở đây và hiện tại họ thấy tiến độ rất là tốt cũng như là uy tín của đơn vị thiết kế, cho nên là Masterize Home họ đã bán rất là nhiều sản phẩm ở đây. Và hiện tại là lần đầu tiên thì Huy có mặt tại Sale Gallery của Global City. Huy thấy là rất là hoành tráng, khoảng 125.000 mét vuông là lớn nhất của Việt Nam. Thì hiện tại là Huy nghĩ là khi mà khách hàng đến đây họ sẽ cảm nhận rất là tiềm năng, rất là tốt của dự án. Họ sẽ mua rất là nhiều. Huy nghĩ là như vậy, tham khảo rất là nhiều. Đó. Ok Huy, thì có một cái điều nữa là Sửu nghĩ đó là rất là nhiều người đang rất là muốn tới đây để check in. Thì có phải đây là sau này sẽ là một cái sân khấu gọi là trình diễn nhạc nước lớn nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á hay không vậy Huy? À đúng rồi anh Sửu ơi, là anh nói em mới nhớ là hiện tại là vừa rồi thì rất là nhiều ca sĩ quốc tế và Việt Nam đến đây trình diễn. Mới chỉ có là 0,5 km thôi của cái công viên nhạc nước, nhưng mà thu hút rất là nhiều khách hàng. Và toàn bộ dự án của mình là có khoảng 2 km về cái công viên nhạc nước. Thì tương lai nó như giống như một điểm đến quốc tế. Và trước kia thì người ta biết nhiều về cái Landmark 81, nó đã lấn chiếm cái Bitexco. Và hiện tại thì Huy nghĩ tương lai thì Global City giống như là họ biết đến nhiều về trong thị trường sau khi mà dự án hoàn thành 2025. Đúng rồi. Rồi ở đây thì ngoài cái sân khấu nhạc nước nè, tổ chức những cái show nhạc nước thì theo Huy thì còn những cái điểm gì nổi bật mà cái dự án này mang đến cho khách hàng? Và hiện tại thì Huy thấy là bên mình là có một cái trung tâm thương mại rất là lớn. Đúng rồi. Có thể là quy mô là lớn nhất, tương đương lớn top đầu của miền Nam Việt Nam. Và nếu như vậy thì bên mình đó là sẽ có toàn văn phòng rồi cư dân ở đây nó cùng phân khúc với nhau, bởi vì một cái loại bất động sản hàng hiệu thì tất cả những khách hàng ở đây nó cùng đẳng cấp, cùng level với nhau, họ làm việc ở đây và hưởng thụ được không gian sống ở đây 24/24 luôn. Tương lai là rất là nhiều khách hàng đến đây check in rất là sầm uất đó. Và hiện tại thì Huy nghĩ thì khi mà dự án của mình hoàn thành thì lúc đó thì sân bay Long Thành đã hoàn thành 2025, thì khi mà khách hàng đi qua vào thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ điểm đến check in đầu tiên là họ đi qua cửa ngõ của dự án, đó là Global City. Quá tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời. Ở đây thì sau này những cái show diễn thời trang hoặc là những gọi là mid world này nọ mọi thứ là không phải là những cái nước lớn ở Đông Nam Á mà trong đó có Việt Nam không Huy? Chính xác anh Sửu. Rồi một cái dự án rất là tiềm năng, rất là đặc biệt và rất là nhiều khách gọi là đã đặt mua ở đây rồi và tiến độ dự án xây dựng cũng cực kỳ hoành tráng. Theo như cái livecam của bức Sửu đang bay livecam thì mọi người thấy cảm nhận được một cái dự án rất là thần tốc không? Để có thêm nhiều cái thông tin hơn nữa thì quý anh chị inbox cho Phước Sửu hoặc là Huy để có nhiều cái thông tin và những cái chính sách mở bán gọi là cực kỳ hot trong thời điểm tới. Đúng rồi, xin chào và hẹn gặp lại.